Phu Lễ Chàm. Dạ. Bánh sushi. Ồ, về nhà chút. Đặc sản ở Phu Lễ Chàm. Ồ, hay quá. Chào con xin kính nha. Cái bánh này là bánh lá cai. Dạ, bánh này là lá cai. Ít lá cai. Ít lá cai. Bánh ít lá cai nó màu đen. Dạ. Mà có lá cai và nhân. Dạ rồi. Còn cái bánh này là bánh sushi. Dạ. Có nhân mà màu trắng. Màu trắng. Ok. Lá cai nè, sushi nè. Hai loại bánh đặc trưng chú mang từ Phu Lễ Chàm vào chứ. Dạ, ok. Dạ. Có nghĩa là từ bây giờ con có thể lấy thử một cái. À, được rồi. Để con mời khán giả của con ăn trước đã. Dạ. À, xin chào quý vị, chào bà con cô bác ha. Hôm nay kênh YouTube của Khám phá Việt Nam TV đến thưởng thức một cái món rất là đặc trưng nhẹ nhàng của huyện đảo Phu Lễ Chàm, thành phố Hội An. À, xin mời bà con cô bác, xin mời quý vị cùng thưởng thức nha. À, vâng, là đây gần sĩ để nhìn thấy này. Đây, giới thiệu lần nữa là đây là bánh ít lá gai, đây là bánh sushi. Hai cái món này được chú mang từ Phu Lễ Chàm vào bán trong cái chợ phiên ngày hôm nay. Rồi bây giờ mời các bạn nhìn theo cái bánh nha, nhìn theo cái bánh để mà xem thử bên trong cái bánh như thế nào. Trước tiên đây là lá này, là lá chuối hay là lá chuối? Lá chuối mình gói lại. Dạ, gói lại. Làm với bột. Dạ, bột. Với đường. Dạ. Nước đường. Dạ, nước đường. Bột. Nhân đậu xanh. Dạ. Làm nhiều công đoạn. Dạ, nhiều. Mới gói thành cái bánh nè. Dạ. Bắt đầu mới đun lửa. Dạ. Nấu đến 30 phút. Dạ, ok. Bánh sẽ chín. Đem ra mời quý khách. Dạ, tuyệt vời quá. Lá chuối, bánh ít lá gai. À, đây cái màu nữa quý vị, cái màu. Đây, nhìn cái màu. Nó xanh đen. Xanh đen nhờ cái lá gai ở Phu Lễ Chàm phải chút. Dạ, dạ. Yeah. Ok. Con thử chú nghe. À, chú mời chú ngồi đi, mời chú ngồi. À, dạ. Mình chủ mà sao mình mệt. Chú đợi con xí rồi con ăn món này, rồi con thử cho khán giả con xem bên trong như thế nào này. Đây. Ngon. Nhanh bên trong nữa quý vị. À, chú có thể mua về làm quà ngon, là mua về làm quà. Dạ, tí nữa. Ni lông, à, tôi không có dùng túi ni lông. À, không túi ni lông. Báo. À, dùng báo để gói về làm quà chứ. Bằng lấy cái đây sẽ nhắc nhở cái việc là bao bì là phải sinh thái. Dạ, dạ. Rồi, ngon quá. Bánh ít lá gai. Ăn uống là phải phòng còn sinh động phẩm. Dạ, rồi, ăn hết luôn quý vị, ăn thêm cái này hết. Ngon quá. Rồi, chú. Có tiền không được tới với con là sẽ biết được là hai loại bánh của có bánh phô kê và bánh phô kê. Dạ. Bánh phô kê hôm nay là những đọc không đến giờ. Bánh này cái bánh này phô kê nó như trắng. Như trắng. Rồi con thử luôn nha, con thử luôn. Rồi quý vị, quý vị nhìn cái loại bánh thứ hai này quý vị. Rồi. Rồi, cameraman là quay gần hơn xí nha, quay gần hơn xí thấy luôn. Đây, đúng rồi, đây là loại bánh trắng. Sushi. Dạ, cùng gói bằng lá chuối luôn rồi chứ. Lá chuối thấy. Dạ, dạ. Mình làm bằng thủ công. Dạ, ok. Nó không đậm màu nhau, màu. Ok. Dạ. Múa bánh phải đến khi đun lửa nó. Dạ, vậy hả? Nó không có thời tiết nó đẹp thì hôm nay sẽ có từ những múa bánh ít lá gai, bánh sushi, bánh sushi, bánh sushi, bánh sushi. Dạ. Hôm nay có chủ như thế này là cũng được rồi. Con xin gửi đến quý vị khán giả một ít thông tin về bánh ít lá gai, rồi bánh phu thê, bánh su xê của Phu Lễ Chàm. Dạ. À, chú ơi, chú tên gì ạ? Chú Huỳnh Ngọc Thông. Huỳnh Ngọc Thông hả chú? Dạ. Như vậy là chú là một trong những hộ gia đình ở Phu Lễ Chàm vào đây, đưa bánh vào đây để giới thiệu với bà con. Dạ. Dạ. Đúng quá. Xong tất là chú Thông sẽ mời một cái ấm nước nè. Dạ, mà cảm ơn. Nước này là trà bình của cái trà. Dạ. Ngồi đây quý vị, đây này. Đây. Phòng của tổng thủy họ có mời học du học dân tộc Việt Nam về nghiên cứu ở lên cái rừng của Lễ Chàm. Dạ, dạ. Nghiên cứu họ thấy những cái mùi vị trong cái lá rừng này. Đun uống mà bao đời nay người dân ở đảo họ sẽ uống, thì cả nhà mình cũng hàng ngày sử dụng cái lá này. Dạ, tốt quá. Để uống thì nó tốt cho sức khỏe, ăn gì cũng được. Dạ. Nói chung là môi trường nó sạch sẽ, mình muốn mua gì là quà. Dạ. Như vậy là con thấy liệt kê trong này là nhiều loài lá ghê chú ơi. Ở đây là một số đồ lá để đặt trưng thôi. Đặt trưng thôi. Tên kho hạt mà mình sẽ không biết. Dạ. Tôi có nhà khoa học để nghiên cứu và lấy tài nghiên cứu rồi. Dạ. Sau đó ăn thì mình sẽ mời. Uống nước trà chú ơi. Ồ, tuyệt vời quá. Đây là lá rừng của Lễ Chàm. Lá rừng hay còn gọi là
ở nhà ba mẹ anh là từ đây nói là trà lá lao, la lao là trà, lao của Lửa Chàm. À, à lao là ngoài lao đó. Dạ. Lá là lá rừng. Dạ. Mình đun nước sôi chỗ bà. Chú đun nước sôi nấu từ sáng tới giờ. À, bây giờ còn hơi nóng xí, quý vị đợi chút xíu nha. Đây quý vị biết không, lá lao, trà lá lao của Cù Lao Chàm này đó, thương hiệu nổi tiếng của Cù Lao Chàm luôn. Thì như vậy là thưa quý vị, Hội An nổi tiếng là một thương cảng mậu dịch từ thế kỷ 16 và 17. Ngoài ra bên cạnh Hội An khoảng 19 cây số có biển đảo Cù Lao Chàm, là một trong những hòn đảo nơi mà du khách đến để thưởng thức các cái đặc sản về biển, núi rừng và cái môn làng biển ngắm san hô. Thưa quý vị, bây giờ là hôm nay đến với hội chợ thì mình sẽ thưởng thức cái món trà này cho quý vị xem trước ha. Mùi vị nó chất chót mà nó mặn mà với một cái biển cả. Dạ đúng rồi, chú nói chính xác á. Dạ chú Thông nói rất là chính xác luôn. Uống vào lúc đầu thì cảm thấy chát. Bây giờ nhà chú là nhà. Dạ dạ. Thỉnh thoảng mua cho bạn trong những người bạn ở đất này. À. Dạ. Tết là mình sẽ tặng cho những anh bạn uống quà vui vui. Dạ rồi. Để làm quà Tết cho bố. Ừ. À, nếu mà ăn ngon thì bạn sẽ giới thiệu mọi người. Mà dạ, mua đây thì sẽ đem cái bố hứa lại chứ không sử dụng cái gì đâu. Dạ đúng rồi. Ai có quy định cũng mong quản lý trả. Dạ hay quá. À, như vậy là chú ơi, 10 cái mà cả hai tính là bao nhiêu tiền chú? 10 cái thì ở đây là bán 25.000. Dạ. Bây giờ đến với hội chợ này là con mua ủng hộ chú này. À, chú Thông bán giùm con. Con lấy bên đây 5 cái, bên này 5 cái nha chú Thông. À, nếu ăn ngon thì ủng hộ tiếp nha. Dạ dạ. Về mời bà con và khán giả của kênh Khám Phá Việt Nam ăn này. Nha. Đến chợ phiên Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vào dạ. Những ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật nha. Dạ đúng rồi. Dạ. 3 4 5. Cái bánh này nó lồng nó to, cho nó bán nó họ ăn ngon. 4 5 5 hai bên là 5 với 5. Dạ. Có thể là dùng cái bao này nó không tiện, nhưng mà ở đây quy định của bon. Dạ được rồi. Là không sử dụng đúng lắm. Dạ đúng rồi, mình phải là tuân thủ cái nguyên tắc như vậy nó mới giá trị đúng chứ. Dạ. Hay quá. Bây giờ như thế này chú này, con muốn biết thêm một chí nữa là về việc gói bánh ít la gai này chú có thể nói cái quy trình được không? À, cái quy trình là, quy trình là bắt đầu là lên trên rừng này. Dạ. Hái lá gai này. Dạ. Mình nhớ đơn giản thôi. Rồi hôm nay chợ phiên bắt đầu, mình đến chợ phiên lúc bây giờ điểm này bắt đầu dạ. Đông dần rồi đó. Dạ rồi. Thủ bắn hạt. À, lên hái lá gai về bỏ vô trong rửa cho sạch nha. Dạ. Mặc dù nó ở trên rừng là nước mặn nó cũng tẩy độc hết đầu, nhưng mà mình vẫn về rửa sạch rồi bỏ vô cối giả rồi mình sẽ có dùng bột nhân đậu xanh. Dạ. Làm nhiều công đoạn đó, mình ở đây mình muốn ngắn gọn thôi, không gọn xong á làm mình kể một cái chiếc chiếu ở trước nhà làm ba giờ để mọi người trong nhà trong thành viên trong gia đình để ngồi đi làm. Dạ. Làm xong á thì mình sẽ lục trên cái nồi bếp lửa ở bên cạnh nhà. À, rất tiếc là hôm nay là không, dạ. Không có người nhà đến trình diễn cái... Được rồi, chú đại diện như thế này là tốt rồi. Miễn là chú nói về cái quy trình mà hái la gai trong hấp dẫn xí á. Tức là mình lên rừng, mình lên trên khu rừng. Ồ, hái ở trên rừng luôn, dạ. Khu rừng nguyên sinh của Lửa Chàm là nó khu dự trữ sinh quyền thế giới của Lửa Chàm, Hội An á. Dạ, đúng rồi. Là mọi người được biết mà. Và cũng được đến tham quan ở đó vào mùa hè rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà ở đây đó mình chỉ giới thiệu những cái công đoạn đơn giản. Dạ. Thời tiết đẹp á, để mọi người sẽ đến đây trình diễn. Dạ. À, sẽ giúp cho những cái quý khách tham gia chợ phiên Tân Thành. Dạ. À, cảm ơn. Dạ. Trải nghiệm và dạ. Sẽ thấy những cái sản phẩm mà đặc thù của Cù Lao Chàm. Dạ đúng rồi. Dạ chú Thông ơi, nếu như bình thường mà không có dịch Covid xảy ra thì cái sản lượng bán như thế nào, ý là tổng số sản lượng người dân mình bán hàng ngày vào đất liền có nhiều không? À, bán hàng ngày thì phụ thuộc vào cái thời tiết này. À thời tiết đúng rồi. Gỡ vào đất liền. Dạ. À, còn nếu không thì như trà phiên mình là một ngày thứ bảy là bán khoảng được 100 đến 120 lụa bánh. Dạ dạ. À, mà thời điểm này nó nhạy cảm vì
dịch nhưng mà vẫn có nhiều người vẫn dùng, mà thậm chí khách tham quan họ vẫn đến thường xuyên. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Họ mua họ thích ăn ngon lắm. Dạ. Mà có thể mình về để tủ lạnh ngăn mát á, 2 ngày. Ồ, bánh này để 2 ngày trong tủ lạnh được rồi chứ? Dạ. Okay. Nó bởi vì mình không có làm hóa chất. Dạ. Nó hàng rất là tốt, mà hình như hầu như ở đây là chị Hà và mấy người trong vòng quản lý chạy đều rất ủng hộ. Dạ. Và người nhà công việc cũng ủng hộ thường xuyên. Dạ rồi, về tốt quá. À, rất là cảm ơn. Dạ, hôm nay là đến đây rất là vui khi được chú chia sẻ về cách làm bánh ít lá gai này, cũng như là cho cháu thưởng thức bánh này, rồi cho cháu uống nước trà này và mua bánh ít lá gai ủng hộ với giá rất là hữu nghị luôn. Dạ, thì chúc chú một cái ngày chợ phiên được nhiều khách hàng. Dạ. Và chúc chú về quê ăn Tết vui vẻ nghe chú Thông. Có gì là con làm video này giới thiệu sau này là chú Thông nói với bà con là làm bánh nhiều nhiều để bán với nhiều khách hàng nữa nghe. Dạ. Số điện thoại chú Thông. Dạ. Rồi con lấy cái số điện thoại của chú Thông đây luôn. Ok, 0977 504 884. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Dạ rồi, tuyệt vời. Ăn ngon không? Dạ, ngon, bánh ngon, uống nước trà tuyệt vời luôn. Dạ. Lá này là mấy bạn khách liền thích lá. Dạ rồi, ok. Nó đơn giản đâu, nhưng cái lá thì không có nhiêu tiền, nhưng mà mỗi lần buổi sớm mà bỏ vô trong ấm thì nhớ lấy mình. Dạ. Nhớ lấy mình. Tại vì có anh và anh Thông ở con quê của lựa chồng mà anh rất là quan tâm, anh chỉ biếu rừng búa cái trà rừng, lá rừng của lựa chồng. Dạ. Đúng là nhớ hàng ngày đấy chứ. Dạ ok. Là cũng phải một cái bao này thôi.